Chia sẻ cách thiết kế website miễn phí tên miền, miễn phí hosting, chỉ một buổi duy nhất, tự tay thiết kế website bán hàng, thiết kế website giới thiệu doanh nghiệp, thiết kế website bất động sản, đẹp, chuyên nghiệp, không cần biết code, miễn phí, mãi mãi. Chỉ một buổi duy nhất thì các bạn hoàn toàn có thể thiết kế được những website bán hàng như vậy các bạn nha. Đây, rất là chuyên nghiệp các bạn nha. Hoặc là website bất động sản như vậy, được không ạ? Đấy, hoặc là website về giới thiệu doanh nghiệp, giới thiệu công ty của các bạn. Đấy, hoặc là một cái trang blog để giúp các bạn có thể là viết blog các bạn nha. Và các bạn sẽ được hướng dẫn trực tiếp bởi CEO của công ty trách nhiệm hữu hạn WebDG các bạn nha, chính là Lâm Thanh Thiện, được không ạ? Thì Thiện sẽ hướng dẫn các bạn chỉ trong một buổi duy nhất thôi, và các bạn sẽ tự tay thiết kế những website chuyên nghiệp giống như mà Thiện demo nãy giờ, được không ạ? Nếu như bạn thấy khóa học thiết kế website miễn phí này hữu ích với bạn thì hãy đăng ký ngay để tham gia cùng chúng tôi các bạn nhé. Đây là cơ hội có 102 các bạn nha. Chương trình này Thiện tạo ra nhằm giúp đỡ bà con cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19 này các bạn nhé. Ok, hãy đăng ký và cùng bắt đầu học thiết kế website miễn phí ngay các bạn nha.